Coi trọng công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo về số lượng, chất lượng là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là việc làm khó, nhưng với quyết tâm xác định mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới được 10 tổ chức đảng. Quỹ tín dụng tư nhân Hợp Thịnh đi vào hoạt động từ năm 1995, quỹ có 11 cán bộ, người lao động, thì có tới 10 đồng chí là đảng viên. Việc thành lập tổ chức đảng đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của đơn vị. Yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Quỹ tín dụng nhân dân Hợp Thịnh rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cho sự phát triển bền vững của quỹ. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ, Hội đồng Quản trị đã thống nhất và báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh về việc thành lập chi bộ. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ. Từ khi đi vào hoạt động đã khẳng định cái vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong quỹ. Việc thành lập mới tổ chức đảng được tập trung đẩy mạnh ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện. Trước mắt là tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ở khu cụm công nghiệp. Trong các doanh nghiệp có vị trí, tính chất quan trọng, doanh nghiệp hoạt động ổn định và có đông người lao động. Hàng năm chúng tôi đã khảo sát, thống kê cái số lượng doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Và cùng với đó thì làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp để nắm số lượng lao động của doanh nghiệp và nắm cái số lượng mà lao động là đảng viên, và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp và người lao động về việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận đối với chủ doanh nghiệp và người lao động. Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên cho các doanh nghiệp cần quan tâm phát triển về số lượng nhưng phải đặc biệt coi trọng chất lượng. Ở đó, tổ chức đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể đã được giao, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tập trung đổi mới cái công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp để có sự thống nhất về mặt nhận thức trong việc thấy được cái vai trò cũng như là cái tác dụng to lớn của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Để từ đó thì có cái sự thống nhất cao trong cái chủ trương về việc thành lập tổ chức đảng cho doanh nghiệp. Muốn như vậy thì trước đó thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cũng như là phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh để khảo sát, nắm tình hình về người lao động, về đoàn viên, hội viên và đảng viên. Việc thành lập tổ chức đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển của chính doanh nghiệp.